sẽ đặt ở cái khu trước mặt của mình đây, hai thùng đây. À, đây là cái khu mà em sẽ đặt mấy thùng măng này. Đó, cái khu rừng này. Ở cái chỗ này nó hơi rậm rạp mọi người ạ. À, cái khu mà ông sẽ soi nhiều nhất cũng là cái bên này luôn. Em thấy là cái bên này luôn. Nếu mà vào trong cái túp lều bẫy trong này thì dễ hơn. Tại vì con ong nó sẽ chui vào trong cái khe hở của cái túp lều để đi vào trong kia soi. Cái khu bên kia có lẽ là họ sẽ để sinh hoạt để ngủ ấy. Thỉnh thoảng có mấy ông người Mông về bẫy gà cho nên là họ cũng hay về đây ngủ mọi người ạ. Thì em sẽ bẫy ở chỗ này nhé. Rồi em sẽ để như vậy thôi mọi người nhé. Thường thường thì con ong nó sẽ đi soi quanh cái khu này. Thì có chỗ nào ở được thì nó sẽ ở thôi. Tại vì trên em là rừng núi nó bạt ngàn, nó nhiều ong mọi người ạ. Cái gốc cây năm nào giờ đây đã rất rậm rạp mọi người ạ. Em phải phát đi rất là mệt thì nó mới đi gần đến được cái chỗ này. Thùng ong đây mọi người, hơi rộng ạ. Gốc cây này là cái gốc cây mà ong hay về nhất trong mỗi năm một lần này em bẫy. Năm nào ong về nhiều nhất cho nên là em phải cố để phát ra.
Đây là những cái cây mà năm ngoái em đặt thùng ong đây. Nó bị mục, bị khô mục hết rồi mọi người ạ. Đó. Sau một lúc đi chặt cây thì cũng được khá là nhiều rồi mọi người ạ. Là em đã làm xong mọi người ạ. Chỉ việc đặt ong thôi. Như vậy là xong xuôi. Thùng thứ hơi rộng đấy. Quá rộng là đằng khác mọi người ạ. Cái thùng cũ của em kìa. Em sẽ làm lại và đặt tại chỗ này luôn. Em vừa thay thế cái thùng ong của em mới làm vào cái vị trí cũ của cái thùng cũ kia. Mà hiện tại con ong so nó đang vào rồi. Đang vào soi bên trong mọi người ạ. Bây giờ em sẽ lấy cái thùng cũ của em ra sửa. Để em đặt cái vị trí này hoặc là ra kia em đặt cái thùng bên kia là người ta không biết làm. Nó không vào mọi người nhá.